Ba vật chính mà bạn dùng khi chơi bi-a là bàn, bi và cây cơ. Có lẽ bạn sẽ có nhiều cỡ khác nhau nên hãy chọn cây mà bạn tin là mình có thể xử lý tốt nhất. Hãy tập trung vào phần đầu cơ, đó là phần quan trọng nhất của cây cơ. Bạn sẽ đánh bi với đầu hẹp này. Đầu có thể cứng hoặc mềm. Nếu bạn là người mới chơi thì hãy thử chọn đầu cơ trung bình đến mềm. Bàn bi-a cũng có nhiều kích cỡ khác nhau, 2m, 2,4m, 2,7m. Nếu bạn chơi ở bàn nhỏ hơn thì dùng cơ ngắn sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo là bi. Bi được đánh số từ 1 đến 15. Bi được đánh số từ 1 đến 8 là bi trơn, còn bi từ 9 đến 15 là bi sọc. Màu sắc của bi tương ứng với các con số. 1 và 9 có màu vàng, 2 và 10 có màu xanh lam. Tiếp theo, chúng ta có đỏ, tím, cam, xanh lá. 7 và 15 là màu hạt rẻ. Bi số 8 là màu đen. Bi cái có màu trắng và nặng hơn các bi còn lại một chút. Đó là bi duy nhất mà bạn trực tiếp đánh bằng cơ trong suốt ván đấu. Bi trắng sẽ đánh vào các bi khác đến vị trí mà bạn nhắm đến. Khi bắt đầu ván, bạn đặt tất cả các bi trừ bi trắng vào một cái khung hình tam giác. Xếp tất cả 15 quả bóng bên trong nó. Sắp xếp bi sao cho một quả bi trơn và một bi sọc nằm ở các góc của hàng cuối cùng trong tam giác đó. Bi đen ở giữa hàng thứ ba. Mỗi người lại có cách đặt bi, còn lại theo những cách khác nhau. Có người thích đặt chúng một cách ngẫu nhiên, có người lại thích đặt theo thứ tự. Một bi trơn rồi một bi sọc. Đẩy khung tam giác trên bàn bi-a sao cho bi ở hàng đầu tiên đè lên phía trên điểm sáng mà bạn nhìn thấy ở giữa bàn. Điểm đó cho bạn biết vị trí đặt khung. Lấy khung tam giác ra, người chơi đi trước sẽ phá bi. Nếu bạn đưa được một bi vào lỗ thì loại bi của bạn sẽ được xác định trơn hoặc sọc. Người chơi còn lại sẽ nhận loại bi kia. Nếu bạn đưa được cả hai loại bi vào lỗ thì bạn có thể chọn loại mình muốn. Và dù nhận được hay chọn bi sọc hay bi trơn thì bạn cũng phải chơi loại bi đó cho đến cuối ván đấu. Tiếp theo, cả hai bạn đều muốn đưa toàn bộ bi của mình vào lỗ cho đến khi chỉ còn lại bi số 8. Nếu đánh được bi số 8 vào lỗ trước thì bạn thắng. Nhưng nếu bạn đánh cả bi trắng và bi số 8 vào lưới thì bạn thua. Bi trắng cần ở nguyên trên bàn. Nếu bạn vô tình đánh trúng bi của đối thủ thì càng tốt cho họ. Nếu bạn đánh bi số 8 trước thì toàn bộ các bi khác vào túi thì bạn thua. Nếu bạn đánh bi trắng vào lỗ một lần nữa, bạn thua. Mỗi người lại có tư thế bàn tay ưa thích, nên bạn sẽ phải mất một thời gian để tìm ra tư thế mà bạn cảm thấy ưng ý. Nếu bạn thuận tay phải, chỉ cần nắm phần gốc của cơ bằng tay phải. Đặt đầu cơ, đầu hẹp đó trên bàn tay trái. Làm ngược lại nếu bạn thuận tay trái. Bạn cũng có thể đặt ngón trỏ trên đầu cơ và ngón cái ở đáy cơ. Hãy nắm chặt cây cơ. Bằng cách này bạn có thể kiểm soát cây cơ tốt hơn. Một số người thích đặt cơ vào giữa các ngón tay theo phong cách flatter, trong khi những người khác thích đặt cơ ở trên ngón trỏ. Đừng di chuyển bàn tay, mà hãy chỉ di chuyển cánh tay sau khi bạn muốn đánh bi. Hai chân đặt rộng hơn vai một chút. Thế đứng của bạn cần phải đủ vững để nếu bị một người bạn xô vào thì bạn cũng không ngã. Khi bạn luyện tập đánh bi, hãy đưa ánh mắt từ điểm đang nhắm đến điểm trên cây cơ. Hãy tưởng tượng có một đường thẳng đi qua tâm của lỗ mà bạn đang nhắm tới. Đường này cũng đi qua tâm của bi mà bạn muốn đánh. Hãy dùng cây cơ để tạo đường này nếu bạn không tưởng tượng được. Bạn muốn nhắm vào nơi mà hai điểm này giao nhau. Có một phương pháp gọi là bi ma. Bạn tưởng tượng bi cái nằm ở gần vị trí cần thiết để đưa bóng bình thường vào lỗ. Điều này giúp bạn hình dung trực quan về bi ma để biết chính xác nơi bạn muốn đưa bi đến. Đánh bi, cố gắng đánh thật thẳng và có sức mạnh. Không để bi cái chạy lệch sang một bên. Hãy luyện tập với các cú đánh dễ dàng. Đôi khi bạn cần đánh mạnh hơn, nhưng có lúc đánh nhẹ hơn lại cho kết quả tốt hơn. Đừng cầm cơ quá chặt nhé. Nếu bạn là người mới chơi, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng cầm cơ càng chặt thì đánh càng chính xác. Nhưng không, nếu bạn nắm quá chặt, cơ dễ bị nâng đầu lên khi bạn nhắm mục tiêu. Ngoài ra, bạn có thể vô tình làm bi cái bắn ra khỏi bàn. Hãy nắm một cách thoải mái, nhưng đủ mạnh để nhấc cơ lên khỏi bàn bi-a. Cơ không được chạm vào lòng bàn tay và ngón út trãi ra tự do. Như vậy, bạn có thể kiểm soát tốt hơn. Người mới chơi có xu hướng cử động cánh tay trên quá nhiều khi đánh bi. Hãy thử tưởng tượng, hệ cánh tay trên và dưới của bạn giống như một quả lắc. Cánh tay trên phải luôn được giữ yên. Cánh tay dưới, bên dưới khuỷu tay, đưa qua lại khi bạn nhắm và chuẩn bị đánh. Bàn tay cầm cơ phải thẳng bên dưới khuỷu tay. Hãy kiểm soát tốc độ khi đưa tay về phía trước. Hãy cố gắng làm cho cầu tay của bạn ổn định. Hai cầu tay chính đóng vào một cầu mở.
đặt bàn tay ít thuận hơn của bạn trên bàn, lòng bàn tay hướng xuống. Khép các ngón tay lại, ấn ngón cái vào ngón trỏ hoặc ngón giữa để tạo thành chữ V. Đây là nơi bạn đặt cơ. Nhớ là phải cố định cho cầu tay không dễ dịch chuyển để mà cơ có thể trượt trên đó. Trong bia, đừng tránh những cú đánh xa. Khoảng cách lớn hơn khiến bạn cảm thấy khó hơn, nhưng tất cả đều nằm trong đầu bạn. Rất nhiều người chơi phải vật lộn với những cú đánh xa vì khoảng cách lớn, nhưng hãy nhớ, tất cả là do suy nghĩ của bạn. Khi đã nhắm trúng tâm, hãy cố gắng đánh thẳng và luyện tập. Hãy cố gắng đánh vào đúng tâm của bi. Nếu bạn là người mới chơi, bạn có thể không biết rằng thực chất bạn đang đánh hơi nghiêng về bên phải hoặc bên trái của bi. Hãy thực hành phương pháp này, đặt bi thẳng về phía cuối bàn, đánh vào tâm bi nhẹ nhàng thôi. Bi phải quay lại và chạm vào đầu cơ của bạn. Hãy mài đầu cơ vào lơ phấn. Việc này giúp đầu cơ bám bi mà bạn đang nhắm tới. Đôi khi không phải toàn bộ mà chỉ một số phần của đầu cơ thực sự chạm bi. Phấn cải thiện điều đó, giúp bi cái và đầu cơ hòa hợp hơn. Có 3 cách mà bạn có thể thực hiện đòn dừng. Đánh vào chính giữa và đưa thẳng cây cơ. Giống như bạn đang thực sự đánh qua bi trắng, bạn muốn thấy cơ đi qua vị trí đó. Bi sẽ từ từ di chuyển về phía trước nếu bạn đánh bi nhẹ nhàng và không tiếp tục đưa thẳng cơ. Cách số 2, đánh ở dưới tâm bi một chút. Đừng đánh quá mạnh vì như vậy bi sẽ nảy ngược lại. Cách số 3, hãy đánh nhẹ nhàng. Theo cách này, nó sẽ làm mất năng lượng của cú xoáy ngược và trượt vào bi mà bạn đang ngắm và dừng lại. Nếu bạn đánh các đòn xa thì đòn nhẹ này rất hay đấy. Bạn chẳng cần đánh mạnh nhất có thể nếu khoảng cách dài hơn. Xoáy ngược hoặc đợt trô cực kỳ ngầu và có thể giúp bạn có một vị trí tuyệt vời trong các đòn mà bóng cần đi lui. Bạn cần nhắm thấp vào bi cái và đưa cơ theo để thực hiện cách này. Đừng nâng cơ lên nhé. Có một điều khá thú vị được gọi là quy tắc 30 độ. Đó là khi bạn có một đòn lăn bi cái, hầu hết các góc cạnh bạn có sẽ tương đương 30 độ, giống như một góc bạn có được khi ra dấu hòa bình ấy.